tốn đó, quay cho anh em coi clip cuối cùng của em nó nha. Em này là hình như 3 năm trước đúng không anh? 3 năm trước là mình quay, em nó mới về là mình quay clip nha, rất là đẹp. Cái này mình đâu có đâu trời. Anh em mình hồi trước cũng lên lần rồi đúng không ta? Bữa nay ông Thái ổng về Đồng Nai rồi, ổng về Đồng Nai công tác rồi. Đó. À, cái gì? Tương tác nhân viên giữa chủ xe với lại người mua xe nha. Hên không phải chủ xe không phải nữ, nữ là xong rồi. Hồi trước là mấy anh em chơi chung. Thật sự mà cái chìa khóa em không bỏ vô là không đẩy được không. Hồi trước là em tham khảo thị trường á, trước khi làm xe tham khảo thị trường là mấy anh em mà đưa cho mượn xe rồi mình mới biết được cái xe đó xe mới nó sao. Thì mình mới mua xe chủ vô mình mới biết. Chứ mà tay ngang vô làm đâu được đâu. Hên anh em mình chơi biết thời gian bao lâu luôn á. Đó, xe rất là đẹp. Kéo bên đằng này là gắn thêm pin nữa, nó không có bên đằng. Để gắn thêm kéo này thì xài những cái bên để giống như những cái xe lớn. Đây ha, như lời hứa là đây cái bộ độ nè ha. Bộ độ nè ha. Đồ chơi nè. Cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì ta? Lọc gió đúng không? Ừ. Đầy đủ đồ chơi. Là lọc gió bên kia nó là hết. Nếu như em muốn chạy cái hiệu suất cao em gắn cái này vô, nhưng mà cái này chỉ chạy đường sạch thôi, chạy trong chắc thôi, còn em chạy ngoài đường thì nó bụi cái lòng thì anh em chạy cái là lòng đi tắt máy chứ vậy máy cứ người xe này xài cái bộ thắng của Nhật vừa sai này này, dành cho CBR 250 này. Thì cái dòng bố thắng này nó bán, em bóp thắng là nó nhảy lắm. Thì đang đi, bữa giờ em đi là chỉ đi cái Versailles này thôi. Thì từ lúc mới lấy, ngoài cái bố zin quang ra thì em thay hai cái này rồi. Thì anh thay sớm á, em nhìn này, nó vẫn còn chạy được. Vẫn còn dày lắm. Thì nói chung là chữa cháy, nói chung là kỹ đó. Ta kỹ, nói chung là biết lý lịch bảo trì bảo dưỡng là về mình làm dễ á, chứ bây giờ mua mà không biết lý lịch thì cũng khó. Cái này là cái bảo vệ tay thắng zin, thì cái bảo vệ tay thắng zin này nó gắn vào cái hai bên á, nhưng mà anh đi thì nó hơi rung lắm. Anh thấy là gắn cái này nó hơi rung cái tay lái, đi em đi xa đi tour nó hơi tê tay á, thì gắn cái gù này vô. Nói chung là có bao nhiêu à, cái gù này nặng hơn tầm nói chung là có cái gì là anh để lại hết á. Cái ốc titan thì mỏng mè thôi. Đó đẹp thôi. Xe có đầy đủ rồi, chống đổ rồi. Còn bây giờ mấy cái này gom về sao nè? Mấy cái phục sau không tí được con bạc qua ngồi sau thôi. Rồi. Vậy là hai anh em mời tiền bạc rồi tính toán sao rồi gửi nhau hôm nay hai anh em. Cái phục sau này em đi một mình thì em trả xuống. Dạ. Ở nước 2, nước 3. Còn em đi hai người em tăng lên. Đúng hơn. Phục zin. Mấy cái bon này mắc lắm nha. Cả bon này zin theo xe mới có. Rồi xong. Nhìn bạc thôi. Ok, mình báo giá cho bạn xong rồi đúng không? Rồi xong hết rồi đó. Thì em cứ thu tiền luôn. Ừ thì em thu tiền gửi anh. Thì 101 á. Thì em đăng trên clip sao là em bán vậy á. Để em mang cà mèn, để mình đi làm đẹp chứ. Rồi hẹn ngày ký giấy thôi, ký đâu, muốn ký đâu. Rồi cứ ra phòng công chứng. Phòng công chứng bất kỳ nào cũng được. Nếu như làm quận 1 thì có thể ra phòng công chứng quận 1 á. Quận 1, quận 10. Ngay còn xe biển tổ á, cái phòng công chứng. Anh làm ở đó? Không, anh làm ở gần đó. Thì ý là em làm gần quận 1, em ở gần. Vậy ra gần đó. Dạ, gần đó thì cứ qua tuần là được, qua tuần thì trong ngày thứ 2, thứ 6 em sẽ mình làm. Đó, anh em thấy không? Mà mua xe có lý lịch rõ ràng, nó rất là sướng. Lý lịch rồi, rõ ràng, rất là sướng. Mà mình đứng ra mình bán cũng có tiếng nữa nè. Đúng rồi, tên anh trên cà vẹt này. Rồi cái đăng ký lần đầu là đúng cái ngày đăng ký luôn. Tức là một tại xe này là chơi chung xưa mà, biết mà. Bao giờ mình chắc hết rồi, tự lâu rồi em chạy. Hồi đó giờ em chơi mô tô, em không bao giờ mua bảo hiểm nha.
Hồi đó giờ em không bao giờ mua bảo hiểm chiếc nào luôn á. Chưa có bằng mới mua. Không có bằng cái sang này, rồi có bằng trong. Rồi xíu dắt ra sáng sáng quay cho anh em cái clip coi xe này. Hồi xưa là hay quay con này lắm, quay mấy clip luôn á. Mấy clip luôn. Xem coi clip đẹp lắm. Nó nổi mà. Rồi em nói sẽ về với chủ mới nha. Rồi xíu dắt xuống quay cho anh em coi clip cuối cùng. Đó, quay cho anh em coi clip cuối cùng của em nó nha. Em này là hình như 3 năm trước đúng không anh? 3 năm trước là mình quay, em nó mới về là mình quay clip nha, rất là đẹp. Cái này mà tháo đề can còn đẹp nữa. Tại vì cái đề can này nó mình dán lên nó xuống bớt 1 tông rồi. Nó xuống bớt 1 tông rồi. Lột đề can bóng ra là đẹp nữa. Nhưng mà có lột thì ra thợ cho lột cho nhanh. Hồi dán á, là cái bên dán nó không để ý lột cái tem này từ sắt sửa này. Sắt sửa mà có cái QR code. Anh quay anh gọi bố. Cái này mà vài bữa mình lột ra mình dán đề can mới là nhìn nó đẹp lắm á. Nó bật lên tông á. Cái này mình dán vô là mờ đi bớt tông mà còn sáng vậy. Nếu em muốn bóng thì em tháo ra em phủ ceramic. Này zin nha. Ốc tán là mới. Có thằng em kia đi xe 8.000 cây hả mà cái này hả bùng hết luôn. Em không thu, em kêu bây giờ thu phải vô hãng làm lại. Tại cái này nó không phải là, cái này nó là sơn anh. Chứ nó không phải là như mấy chục máy kia. Thường phải xài mấy cái dung dịch mà nó ăn mòn thì nó mới bị bay. Xe này về chứ chạy thôi. Chừng nào muốn lên vỏ bự, vỏ lớn thì đó, muốn lên gì cứ chạy qua bên đây hỗ trợ nha. Rồi, tạm biệt. Kỷ niệm quá. Từ lúc em mới làm YouTube tới giờ. Nó lại con xe của ông Thái. Là hai con mà hồi đó con này hot. Cái thời điểm đó con này nó phải gọi là rất là hot luôn á. Nếu mà em chơi vỏ manzin á, em nên để manzin, tại vì manzin nó có sơn màu này sẵn là đẹp này. Ồ anh, cái cổ bo anh giữ đó giờ được vậy luôn hả? Cổ bo anh thường thường á, cổ bo đi mấy ngàn á là nó xuống màu à. Cái ốc nó cũng xuống rồi. Ý là giữ được gì cũng bình rửa nước á, do cách mình rửa nước cái này cũng vậy nè. Chứ em thấy xe mua bên em á, khách á có mấy người á mấy ngàn cây thôi mà nó bong á anh, nó bong á bắt buộc mà cái này là sơn này khó sơn lắm anh, sơn này nó không phải như nước thôi. Cái này nè em, cái này nếu mà em đi em rửa thì em đầu tư cái dây rút á, trong cái bịch em có mấy cái dây rút. Thì em cứ cắt cái này ra, em lột này ra, xong em rửa sạch sẽ đi, xong rồi em rửa cả cái này nữa. Nói chung rửa cũng phải kiếm tiệm rửa uy tín nữa, chứ rửa mà nước máy cờ lo nhiều là nó bong chóc hết. Rồi em bọc cái này lại. Giống như nhà mình rửa là mình sử dụng nước, nó vẫn nước máy nhưng mà phải bơm lên cái bể lọc. Bể lọc rồi xuống, tại nước mình nước sinh hoạt, nó đỡ. Còn mà nước máy hồ nó gì trực tiếp là nó cực lắm rồi. Đúng rồi, cũng may qua đây, nói chung nếu mình không có thời gian đúng không? Dạ. Đẹp ha, vẫn như xưa, vẫn như xưa. Anh nhìn trong hình nè, nó vẫn như xưa, chỉ là cái lớp đề can nó xuống màu thôi, còn cái màu vẫn như xưa. Hồi xưa nó sáng lắm. Vô coi clip cũ ơi, con này xuất hiện trong clip hồi xưa. Hồi xưa mấy anh em chơi vui lắm, mấy anh em rảnh rảnh chiều chiều chạy rồi quay clip rồi sàm sàm chém gió. Đi quay được lớn. Thì bây giờ mình cũng quay thôi nhưng mà mình quay xe của mình không à. Giờ không có thời gian đi như hồi xưa, nó giờ ai cũng có. Mới chơi hồi đó, chơi hay ra nóc thầm á. Thì đúng rồi, anh mới chơi, em mới chơi, ai cũng mới chơi hết. Mấy đẹp tụ tập nhau kém gió đồ chơi. Bây giờ ai cũng có gia đình hết thì hết rồi, ít chơi lại rồi. Rồi ha, tạm biệt nha, bye bye. Giờ với chủ mới vui vẻ. Kết thúc clip nha anh em.